Sức mạnh của tàu tuần tra cỡ lớn 3.000 tấn Mỹ chuyển cho Việt Nam Quý vị và các bạn thân mến, như Việt Nam Hùng Cường đã đưa tin, tàu tuần tra CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam hôm ngày 8 tháng 6 cập cảng Honolulu tại quần đảo Hawaii trên hành trình vượt Thái Bình Dương từ Mỹ về Việt Nam. Tướng Jennifer Strauss và tướng Alan Lister thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã thăm tàu và gặp thuyền trưởng Đặng Lê Sơn hôm ngày 9 tháng 6 trao đón thủy thủ đoàn tới Honolulu và bày tỏ mong muốn hỗ trợ thủy thủ đoàn trong thời gian lưu trú tại đây. CSB 8021 là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai được Mỹ chuyển giao cho Việt Nam thông qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA sau chiếc USCGC Morgantown năm 2017. Con tàu trước đây thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, ban đầu mang tên USCGC Mikes và là chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra cỡ lớn Hamilton. USCG Seabees được khởi đóng ngày 5 tháng 4 năm 1971, hạ thủy ngày 4 tháng 9 năm 1971 và đưa vào biên chế ngày 17 tháng 3 năm 1972. Tàu dài 115 m rộng 13 m lượng giãn nước 3.050 tấn, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tuabin khí, cho phép đạt tốc độ tối đa 54 km/h. Tàu có thể làm nhiệm vụ 45 ngày liên tục trên biển mà không cần tiếp tế với tầm hoạt động lên tới 20.000 km. Hamilton là lớp tàu tuần tra đa năng sử dụng thiết kế thân vỏ thép và thượng tầng nhôm có thể làm nhiều nhiệm vụ như phòng thủ quân sự, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ và nghiên cứu hải dương. Các tàu Hamilton được thiết kế và chế tạo trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ban đầu được trang bị khí tài, săn ngầm để đối phó với tàu ngầm Liên Xô. Vũ khí ban đầu của lớp Hamilton gồm pháo hạm Mark 12 cỡ nòng 127mm hai súng cối 81mm, hai súng máy 12,7mm, bệ phóng cối chống ngầm Mark 10, Head -Hawk, hai cụm ống phóng ngư lôi Mark 32 và hệ thống chống ngư lôi Nisi. Kích thước lớn, dự trữ hành trình dài và dàn vũ khí uy lực khiến chúng thường được triển khai trong đội hình nhóm chiến đấu tàu sân bay Mỹ thời chiến tranh lạnh. Trong thập niên 1980-1990, lớp Hamilton trải qua đợt hiện đại hóa gồm thay thế pháo 127mm bằng hải pháo Auto Breda cỡ nòng 76mm, thêm hệ thống điều khiển hỏa lực Mark 92, nâng cấp cụm ống phóng ngư lôi Mark 32, lắp đặt cụm ống phóng mỗi bầy Mark 36 SRBOC và tổ hợp tác chiến điện tử AN SLQ-32 để đối phó tên lửa chống hạm. Hệ thống định vị thủy âm Sonar, radar cảnh giới mặt biển và đường không cũng được nâng cấp. Hải quân và tuần duyên Mỹ sau đó quyết định nâng cấp thêm uy lực cho lớp Hamilton bằng việc trang bị bệ phóng tên lửa diệt hạm Harpoon và pháo phòng thủ cử gần pha lăng cỡ nòng 20 mm. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ủy ban Liên hợp của Hải quân và tuần duyên Mỹ cho rằng không còn mối đe dọa với các tàu tuần tra lớp Hamilton và quyết định tháo bỏ tên lửa diệt hạm vũ khí chống ngầm khỏi toàn bộ 12 tàu thuộc lớp này. Các tàu lớp Hamilton sau đó được trang bị hai bệ pháo tự động Mark 38 cỡ nòng 25mm ở hai bên sườn, cùng hệ thống chỉ huy và điều khiển Sea-Watch có khả năng kết hợp dữ liệu định vị, chiến thuật, trinh sát và thông tin liên lạc vào một bức tranh toàn cảnh về tình hình tác chiến. USCGC Miguel trở lại biên chế đầy đủ vào tháng 3 năm 1993 sau đợt nâng cấp vũ khí cảm biến, bổ sung nhà chứa trực thăng đại tu động cơ và cải thiện không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Là một trong 10 tàu tuần tra cỡ lớn đóng ở bờ Tây nước Mỹ, USGC Miget thường được triển khai tuần tra ở biển Bering, vịnh Alaska và các vùng biển ngoài khơi Trung Mỹ. Tàu được đổi tên thành USGC Joe để tránh trùng tên với chiếc USGC Miget thuộc lớp Legend được biên chế vào năm 2019. USGC Joe tiếp tục phục vụ trong lực lượng tuần duyên Mỹ đến khi được loại biên vào đầu năm 2020. Brittany Panetta, thiếu tá vụ trách truyền thông của Tuần Duyên Mỹ cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam nhận thư đề nghị và tiếp nhận LOA chuyển giao tàu USCGC cho Miket hồi tháng 6 năm 2020. Lấy bản giao tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại thành phố Sito. Sau khi được bàn giao, con tàu trải qua quá trình đại tu và bảo dưỡng từ tháng 1 năm 2021. Radar cảnh giới đường không AN SPS-40 và phần lớn vũ khí của tàu đã được tháo bỏ trước khi chuyển giao. Tàu chỉ được giữ lại pháo ô tô Breda cỡ 76mm trước mũi. Con tàu kể từ đó được sơn màu trắng, có số hiệu 8021 và phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam ở mũi. Cùng dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam và Việt Nam Coast Guard dọc hai bên sườn. Hai bên ống khói được sơn quốc kỳ Việt Nam. Tàu ZB 8021 rời Cảng Sito ngày 1 tháng 6 để khởi hành về Việt Nam và dự kiến cập cảng Vùng Cảnh sát Biển Ba tại Vũng Tàu trong thời gian tới.